Vào 10 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức bán vé bảng K vòng loại U23 châu Á năm 2020. Với các đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei. Với hình thức bán vé phát hành online với 3 trang web chính thức bán vé bao gồm vebongla.online.vn, vebongla.online.com.vn, vebongda.vff.org.vn. Tính tới thời điểm 16 giờ cùng ngày, số vé bán ra đã lên tới 7.000 vé. Trận đấu được quan tâm và mua nhiều nhất đó là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Thời gian kết thúc bán vé vào 12 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2019 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên.